À, xin kính chào quý vị và các bạn. À, hiện nay tôi đang đứng ở giếng Cô Tiên thuộc đầu làng thôn Tò Vực và trước xóm Hoa Độc Lập. À, thưa quý vị, đây là một chiếc giếng làng mới hoàn thiện từ sự góp công góp sức của bà con quý vị ở phương xa cùng với nhân dân của làng cũng như là xóm. Chúng góp tiền góp công góp sức và hôm nay chiếc giếng đã mọc lên rất là hoành tráng uy nghi như này. Và hôm nay đã là ngày chiều ngày 27 Tết rồi, còn 3 ngày nữa là bước sang một năm mới thôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đi trải nghiệm một số khu vực vòng quanh làng, ví dụ như là chợ làng này. Chúng ta xem bà con mua sắm làm sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đi du xuân. Du xuân thì không phải, nhưng đây là gọi là du chợ xuân. Đấy, vì chợ này là chỗ phục vụ ngày Tết rồi. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, đây là giếng Cô Tiên. Giếng cũng mới hoàn thiện, sân cũng được bê tông. Này là con non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Đây là các bác. Đây là giấc sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ trên bông tơ xuân trước hiền nhà. Thì hôm nay mới là chiều ngày 27 thôi. Em đã biết anh chưa qua. Hai ngày nữa chắc là hoàn thiện rồi. Em vẫn thấy khi nằm mơ. Vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng đem theo cùng hoa của mùa xuân. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đã là ngày chiều ngày 28 tháng 12 năm Kỷ Hợi rồi, còn nữa 3 ngày nữa là Tết thôi. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đã là ngày chiều ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Hợi rồi, còn 3 ngày nữa là bước sang một năm mới thôi. Quý vị các bạn cùng tôi qua chợ quê hương để xem chợ quê của chúng ta phát triển như thế nào. Đây là đầu làng thôn Tò Vực, có cái cổng chào đây rất quen thuộc. Đây là nhà tôi. Trên bông tầm xuân trước hiên nhà, vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đem theo cùng hoa cỏ mùa xuân.
thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân rũ lụa trên sông. Mãi nên đời vốn
Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đây chắc quý vị và các bạn đã nhận ra là cái bánh gì đây chưa ạ? Rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Thưa quý vị, đây là bánh chưng cổ truyền của người dân Việt Nam khi mà Tết Nguyên Đán sắp tới gần. Hôm nay đã là ngày 27 âm lịch Tết rồi. Thưa quý vị, tục bánh chưng bánh dày có từ thời vua Hùng, có thời rất là xa xưa rồi. Bánh dày thì tượng trưng cho trời tròn, còn bánh chưng tượng trưng cho đất vuông vắn. Rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa. Và không ngoại lệ, hôm nay cũng là ngày gần như giáp Tết Nguyên Đán. Thông thường nhà nào cũng gói bánh chưng để mỗi dịp về Tết về có lồi bánh chưng, rồi có những chiếc bánh chưng vuông vắn để dâng lên gia tiên, dâng lên thần đất, rồi các ngài các quan, rồi cũng như là gia tiên điện tổ đó. Chiếc bánh chưng vuông vắn rất là thân thương. Thưa quý vị, tôi sẽ giới thiệu qua về một chút về cái bánh chưng này. Thưa quý vị, là bánh chưng này thì là có hai, đầu tiên sẽ là gạo, những hạt gạo được ngâm mềm ra rồi và một lớp gạo, xong cái là đến giữa là một lớp đậu và nhân ở giữa là đó là thịt. Thưa quý vị, đây là thịt thịt heo hay còn gọi là thịt lợn đó, thì là ở giữa gồm có thịt và đậu. Và tiếp theo lớp cuối cùng cũng lại là một lớp gạo. Và khi đã thành phẩm cái bánh chưng này rồi thì bánh chưng sẽ được luộc lên trong độ khoảng bao nhiêu giờ mẹ nhỉ? 10 tiếng thì là bánh chưng đã hoàn thành. Đó, chiếc bánh chưng rất là thân thương, rất là yêu. Quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán sắp cận kề rồi, kính chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn luôn là hạnh phúc, cũng như là công việc được như ý. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là những chiếc bánh chưng đã thành phẩm rồi, rất là vuông vắn, là đẹp, do chính bàn tay của cậu con trai gói. Thưa quý vị, những chiếc bánh chưng làm từ những hạt gạo rất là thân thương. Đó, hạt gạo màu trắng rất là thân thương. Và giữa thì có đậu, nhân đậu và thịt. Đó, nhân đậu và thịt. Đây là bà ngoại dạy cháu gói bánh. Bởi vì là cũng gần như là cái cuối cùng rồi, dù sao cũng rất là tuyệt vời. Khi gói bánh xong thì bắt đầu là cho vào đun tầm 8 cho đến 10 tiếng là có thể được, bánh có thể sử dụng được. Và đem lên, trước khi ăn là phải đem thắp hương gia tiên, cũng như là các thần, các quan. Xem có gấp của cái đầu kia không? Lấy cái làm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu. Trời.